Hôm nay, mùng 8 tháng 1 năm 2017, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng các bị cáo khác ra xét xử tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Vụ án xảy ra tại tập đoàn dầu khí Việt Nam viết tắt PVN và tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. 12 bị cáo ra tòa về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên PVN. 2. Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên phó tổng giám đốc PVC. 3. Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng PVC. 4. Trần Văn Nguyên, nguyên kế toán trưởng ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN. 5. Lê Đình Mậu, nguyên phó trưởng ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN. 6. Nguyễn Ngọc Quý nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị PVN. 7. Vũ Hồng Trương, nguyên trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2. 8. Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng PVN. 9. Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó tổng giám đốc PVN. 10. Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVN. 11. Phùng Đình Thực, nguyên tổng giám đốc PVN. 12, Trương Quốc Dũng, nguyên phó tổng giám đốc PVC. 8 bị cáo bị xét xử về tội tham ô tài sản. 1. Lương Văn Hòa, nguyên giám đốc ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch. 2. Nguyễn Lý Hải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật Ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch. 3. Lê Xuân Khánh, nguyên trưởng phòng kinh tế kế hoạch. 4. Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên giám đốc kỹ thuật công nghệ Tổng công ty cổ phần Miền Trung, công ty cổ phần Đà Nẵng. 5. Lê Thị Anh Hoa, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quỳnh Hoa. 6. Bùi Mạnh Hiến nguyên giám đốc PVC. 7. Nguyễn Anh Minh, nguyên phó tổng giám đốc PVC. 8. Nguyễn Đức Hưng, nguyên trưởng phòng tài chính kế toán ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch. Hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận bị truy tố về cả hai tội cố ý làm trái và tham ô tài sản. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng các quy định mới trong việc điều hành điều khiển quá trình xét xử theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2018. Theo đó, phiên tòa không có vành móng ngựa, đại diện Viện Kiểm sát ngồi đối diện các luật sư, đảm bảo tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội. Phiên xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm ngày 8 tháng 1 là một trong những phiên tòa đầu tiên ở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng những điểm mới này. Hội đồng xét xử gồm 5 người, hai thẩm phán là ông Trương Việt Toàn và Nguyễn Ngọc Huân cùng 3 vị hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân ngồi ghế chủ tọa. Ba người giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Đào Thịnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Minh Đồng, Kiểm sát viên cao cấp, Nguyễn Mạnh Thường, Kiểm sát viên cao cấp. Ngoài ra, còn hai kiểm sát viên dự khuyết tham gia phiên tòa. Theo thẩm phán Trương Việt Toàn, về nội dung sẽ phát huy hơn nữa quyền tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo quyền con người tốt hơn nữa cho các bị cáo việc này phù hợp với tinh thần cải cách tư pháp mà đảng và nhà nước đề ra ông toàn cũng khẳng định hội đồng xét xử phiên tòa xử ông đinh la thăng và đồng phạm sẽ đảm bảo tối đa tính độc lập tuân thủ theo pháp luật các phóng viên đưa tin phiên tòa được bố trí một hội trường riêng để tác nghiệp một phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận thật tiếc cho các bị cáo khi họ đều là những chủ thể đặc biệt từng có chức vụ quyền hạn nhưng đã bị tha hóa về đạo đức. Trong vụ án có một cặp vợ chồng đều là bị can. Người vợ là bị can Lê Thị Anh Hoa, sinh năm 1979 ở Quảng Bình, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quỳnh Hoa và chồng là bị can Nguyễn Thành Quỳnh sinh năm 1973, nguyên giám đốc kỹ thuật công nghệ, tổng công ty cổ phần miền Trung, công ty cổ phần Đà Nẵng. Cáo trạng cho rằng, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PV Power ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định. Ông Thăng còn chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để Trịnh Xuân Thanh và Đồng Phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 119 tỷ đồng. Hành vi nêu trên của ông Đinh La Thăng phạm vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều tra, bị cáo Thăng thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với tư cách là người đứng đầu. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng bị cáo Đinh La Thăng có nhiều thành tích trong quá trình công tác là tình tiết để xem xét khi quyết định hình phạt. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVC. Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng. Quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình II gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng cấp dưới lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng từ ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh được chia 4 tỷ đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị can Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiến trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng. Hành vi của Trịnh Xuân Thanh phạm vào các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản quy định tại khoản 3 điều 165 và khoản 4 điều 278 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Quá trình điều tra, Trịnh Xuân Thanh khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội. Sau khi phạm tội, đã bỏ trốn, gây khó khăn cản trở cho quá trình điều tra là những tình tiết mà viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng cần xem xét để áp dụng hình phạt nghiêm khắc. bị cáo Phùng Đình Thực trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 bị cáo Phùng Đình Thực nguyên tổng giám đốc PVN đã cùng Đinh La Thăng có hành vi sai phạm trong việc chỉ đạo PVPO ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định. Sau đó, chỉ đạo cấp dưới tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng không đúng mục đích, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Hành vi của bị can Phùng Đình Thực phạm vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quy định tại khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều tra, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, có nhiều thành tích trong quá trình công tác là tình tiết để xem xét khi quyết định hình phạt. Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh trong quá trình thực hiện dự án nhà máy thủy điện Thái Bình 2, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVN đã có hành vi đồng phạm với Đinh La Thăng trong việc chỉ đạo PVPO ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định, sau đó tham gia việc chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để Trịnh Xuân Thanh và Đồng Phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Quốc Khánh phạm vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 165 bộ luật hình sự năm 1999 quá trình điều tra bị cáo thừa nhận một phần trách nhiệm của mình có nhiều thành tích trong quá trình công tác là tình tiết để xem xét khi quyết định hình phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN, biết rõ hợp đồng EPC số 33 được ký trái quy định nhưng vẫn chỉ đạo ban quản lý dự án tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phạm vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo Vũ Đức Thuận trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Vũ Đức Thuận Nguyên tổng giám đốc PVC là người ký hợp đồng EPC số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng trái quy định và tham gia việc quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này sai mục đích, không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Trên cương vị là tổng giám đốc PVC, Vũ Đức Thuận có vai trò cùng với bị cáo Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo cấp dưới hơn 13 tỷ đồng từ ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Cá nhân bị cáo Vũ Đức Thuận được chia số tiền 800 triệu đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiến trong việc sử dụng 1,5 tỷ đồng trong tổng số hơn 13 tỷ đồng chiếm đoạt được. Hành vi của bị cáo Vũ Đức Thuận phạm vào các tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản quy định tại khoản 3 điều 165 và khoản 4 điều 278 bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều tra, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, có trách nhiệm cùng gia đình khắc phục hậu quả 800 triệu đồng là những tình tiết mà viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng cần xem xét khi quyết định hình phạt. Bị cáo Nguyễn Anh Minh trong quá trình làm phó tổng giám đốc PVC, bị cáo Minh đã cùng các bị cáo khác lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng từ ban điều hành dự án Vũng Áng, Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Bị cáo Nguyễn Anh Minh hưởng lợi hơn 3,6 tỷ đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị cáo khác trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng trong tổng số 13 tỷ đồng chiếm được. Hành vi của Nguyễn Anh Minh phạm vào tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4 điều 278 Bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều tra, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, có trách nhiệm cùng với gia đình khắc phục hậu quả số tiền hơn 2,2 tỷ đồng là những tình tiết viện kiểm sát nhân dân tối cao thấy cần xem xét khi quyết định hình phạt. Bị cáo Lương Văn Hòa với vị trí là giám đốc ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch thuộc PVC, bị cáo Hòa đã cùng với bị cáo Nguyễn Anh Minh lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng từ ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Cá nhân bị cáo Hòa được ăn chia hơn 757 triệu đồng. Hành vi của bị cáo Hòa phạm vào tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4 điều 278 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Quá trình điều tra, bị cáo khai báo thành khẩn đã có trách nhiệm cùng với gia đình khắc phục hậu quả số tiền hơn 2,4 đồng là những tình tiết cần xem xét khi quyết định hình phạt. Bị cáo Bùi Mạnh Hiến thực hiện chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận với vị trí là tránh văn phòng PVC, Bùi Mạnh Hiến đã tiếp nhận tiền do bị cáo Lương Văn Hòa hợp thức hồ sơ rút từ ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch chuyển lên PVC để chia nhau sử dụng. Cá nhân bị cáo Hiến được chia 400 triệu đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị cáo khác trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng. Hành vi của Bùi Mạnh Hiến phạm vào tội tham ô tài sản. Quy định tại khoản 4 điều 278 Bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều tra, bị cáo khai báo thành khẩn, đã có trách nhiệm cùng với gia đình khắc phục hậu quả số tiền 300 triệu đồng là những tình tiết cần xem xét khi quyết định hình phạt. Bị cáo Ninh Văn Quỳnh trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Quỳnh là kế toán trưởng trưởng ban tài chính kế toán PVN biết hợp đồng EPC số 33 được ký và thực hiện trái quy định nhưng vẫn đề xuất với Nguyễn Xuân Sơn trong việc chuyển tiền cho ban quản lý dự án để ban quản lý dự án chi tạm ứng hơn 6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 119 tỷ đồng. Hành vi của bị can Ninh Văn Quỳnh phạm vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quy định tại khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều tra, bị cáo có thái độ thành khẩn, có nhiều thành tích trong quá trình công tác là những tình tiết cần xem xét khi quyết định hình phạt. Bị cáo Lê Đình Mậu trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là Phó trưởng ban tài chính kế toán kiểm toán PVN. Được giao quản lý vốn đầu tư, bị cáo mậu biết hợp đồng EPC số 33 được ký trái quy định, vẫn tham gia vào việc tham mưu đề xuất với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trong việc quyết định việc tạm ứng đợt 3 và đợt 4 số tiền hơn 817 tỷ đồng để ban quản lý dự án chi tạm ứng cho PVC trái quy định tại khoản 6 điều 17 Nghị định số 48-2010 NDCP để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm sử dụng sai mục đích không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 góp phần gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo Lê Đình Mậu phạm vào tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 điều 165 Bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận một phần trách nhiệm của mình, có nhiều thành tích trong quá trình công tác là những tình tiết cần xem xét khi quyết định hình phạt. Cũng trong sáng nay, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Phạm Công Danh, 53 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng VNCB, Trầm B, 59 tuổi, nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank cùng 44 đồng phạm, trong đó ông Trầm B bị cáo buộc tiếp tay cho ông Danh gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng ông Trầm Bê bị truy tố vì tội cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tại thời điểm bị bắt, ông Trầm Bê đang là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!